Vậy thì xem phương pháp thiết lập bộ biến tần thực tế nhé. Thực hiện ví dụ tần số giới hạn trên, thông số số 1. Đây là bảng điều khiển khi cắm nguồn điện vào. Nhấn vài lần vào nút PUST để chuyển sang chế độ vận hành PU. Tiếp theo, nhấn nút MODE để chuyển sang chế độ thiết lập thông số PRM. Xoay nút xoay chọn mở sao cho đèn LED hiển thị P.1 thông số số 1. Nhấn Set để xuất giá trị được thiết lập hiện tại ra, hiển thị ra giá trị ban đầu là 120Hz. Xoay nút xoay chọn mở để thay đổi giá trị thiết lập sang 60Hz, sau đó nhấn nút Set. Nếu P1 sáng lên thay cho 60 là quá trình thiết lập hoàn thành. Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu một chức năng hữu ích của bộ biến tần là chọn thông số thời gian tăng tốc, thời gian giảm tốc khi khởi động hoặc dừng động cơ. Thiết lập thông số số 7 là thời gian tăng tốc, thông số số 8 là thời gian giảm tốc. Tôi sẽ sử dụng các thiết lập này để giải thích thông qua ví dụ về băng tải đã giới thiệu tại chương 1. Đây là băng tải vận chuyển chai. Chai rất dễ ngã nên cần phải khởi động động cơ nhẹ nhàng và cho dừng lại nhẹ nhàng. Tần suất định mức của động cơ khi đó là 60 Hz. Vậy thì cùng nhau thiết lập theo thứ tự xem nhé. Đầu tiên, Thiết lập tần số định mức của động cơ đó là tần số cơ bản thông số số 3. Vậy thì thiết lập thông số số 3 là 60. Tiếp theo, để khởi động nhẹ nhàng băng tải thì thiết lập thời gian tăng tốc ở thông số số 7. Giá trị ban đầu là 5 giây, tuy nhiên thiết lập cái này thành 10 giây, tương tự như vậy Thiết lập thời gian giảm tốc ở thông số số 8 là 10 giây. Tương tự như vậy, thiết lập gian giảm tốc. Tương tự như vậy, thiết lập thời gian tăng tốc ở thông số số 8 là 10 giây. Với thiết lập này, có thể dừng băng tải lại một cách nhẹ nhàng. Thiết lập thông số đến đây là hoàn thành. Vậy thì xem thử để biết khác nhau như thế nào nhé. Với băng tải được thiết lập ra giảm tốc độ sẽ khởi động nhẹ nhàng và dừng lại nhẹ nhàng. Theo cách này, thứ mà có thể thiết lập động cơ để phù hợp với ứng dụng thiết bị kết hợp với động cơ là thông số. Trong tài liệu cũng có các ví dụ mẫu khác, các bạn hãy đọc đi nhé!